hello, chào cả nhà. Đang gia đình Lan đang xuống nhà má nha. Ở đó đi vô đi, Lộc mở cửa đi gì ba Lộc. Ông mấy con đó nó đờn giống như đám cưới vậy, tăng 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 tăng. Năm mới chúc là cả nhà năm mới vạn sự như ý. Ê, năm nay rước chị ba Lộc đeo cẩm thạch đó, đầu năm là đeo vàng rồi, cho cuối năm đeo nhiều nhiều chút xíu đi. Đeo vàng hay là làng nhanh lên. Hello, chào cả nhà. Giờ Lan đang vô nhà má nha, dì ba Lộc. Vô nhà má chút xíu nữa về nhà Lan ăn tiệc. Nhân dịp năm mới, Lan kính chúc tất cả bà con, anh chị em, cô bác và các cháu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Lan Happy New Year. Happy New Year cả nhà. Chúc mừng năm mới. Mời cả nhà vô nhà má Lan nha. Tới nhà má Lan rồi. Có cháu nội đi nữa đó hả? Rồi đốt nhang cúng ông bà để con nè. Mấy cô chịu phá ra. Hello Dượng Khoe. Mấy cô. Rồi đốt ba nhang đi cúng ông cố bà cố rồi. Với ông sơ bà sơ ăn khô gà. Ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại bà ngoại của Lan nha. Đây. Hai chồng cúng đi. Hello Cindy. How are you con? Ê này thấy cháu đẹp trai không? Rồi. Ai hello, hello nhà má Lan có hai con. Không được được, bay mai lộ đi ra trước đi con, đừng có vô. Đừng có vô, đừng vô, đừng vô. Đừng có vô, đừng vô. Rồi đây. Đây đây chút con. Để xuống đi. Con chó xin gì? Xin có nhiều sướng. Con gì hai xin có nhiều tiền. Xin được chúng tộc đắt mà có 10 triệu trở lên. 10 triệu trở lên, 1 triệu, 1 triệu nữa. 1 triệu, 4 triệu. Cho thì cho nhiều nhiều. Cho thì có, cho con cho nhiều nhiều. Tham dễ sợ chưa? Chúng gió ở đây chúng gió thôi bây giờ cho gái ba nè, ba nhớ để giật số giùm con nha, có súng thì cho chúng nhiều nhiều quá. Ông nói đúng rồi, mày ông đeo trái sầu riêng cho tao. Đấy, để ông chọi người ta, để nó mới giật số được. Trái sầu riêng mới đi sáng này, ba nè. Đẹp trai lắm chứ bộ. Đi chợ mà nó cái ánh sáng. Ờ, cái này má bên này ai ông bên nội, bên đây bà nội không, bà cố hai bà cố. Ừ. Hai bà cố ngoại, bà hai bà cố ở dưới ở bên cái bà cố mà bà cố bên bà cố nội bà cố ngoại cũng thôi, mình kêu bà cố là cái này bà ngoại cũng rồi, ba là ừ cái này là bà cố đúng rồi, bên đây là bà cố ngoại bà cố dạ, nội nè. Cái này bà ngoại nè, bà ngoại lúc lớn bà ngoại Casio bà ngoại. Mai bà ngoại cái hình này là ông ngoại chụp hình rồi đó, là đó ông ngoại với bà ngoại the old house that we used to live in that old house. Đúng rồi, nhà hồi xưa đó anh ông ngoại. Ông ngoại có long hair. Ông ngoại mới tóc, ông ngoại mới tóc xin nhông, ông ngoại mới tóc hồi xưa đây, mấy ông già xưa đó, ông ngoại mới tóc. Ông ngoại đó. Ai đừng có vào nha. Năm mới bây giờ thì chị trên vai. Qua năm mới bước qua năm cũ chúc má dồi dào sức khỏe. Đi chùa mỗi tình. À, anh chở đi. Hứa gì hứa luôn đi. Hứa gì hứa luôn đi. Anh chở đi.
thầy đi không? Rồi em chở. Nhiều khi mắt đi làm nữa. Rồi, rồi năm mới con kính chúc má sức khỏe dồi dào. Thương má. Dạ trang sự như ý. Cuối tuần này giờ con rảnh rất rảnh mà đi chùa. Thích nhất của má là đi chùa. Đi chọc hàng chó kia. Gác có giữ gì sức khỏe thì chùa với con được vậy. Rồi, rồi. Nói má cũng chúc cho con với gia đình vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc, làm ăn cho nó mọi chuyện cơ dựng hai nhìn cái bảo đó chung hai con cá đó má lại còn quên chút cái ta cũng đang nhớ đi học chúc học giỏi chúc học giỏi ra làm lực sơn cái này tương làm má thật chậm má chỉ anh hai đứng lại gần coi khoan rồi đứng đó rồi hello chị ba em xin nè chị ba lọc khôn quá chạy nhảy lên đứng cái má rồi rồi năm mới còn chúc má vạn sự như ý sức khỏe dồi dào sống lâu trăm tuổi ở đây 100+ tuổi khỏe đấy hả? Đúng rồi, là nói hơn quên hết rồi. Dạng sự như ý, đường tới, trí nhớ luôn minh mẫn để đọc kinh và tự điển Phật học đọc hết luôn. Rồi xin đi, vô xin đi. Chờ. À cho xin đi một lần nữa. Phải để rồi xin đi với chút nữa, phải cho anh. Rồi. Không đi chụp đi cho phần. Yeah. Thank you. Rồi giờ để bà ghiêng bên đây cái tiền nào mấy đứa con rằng để biết má để ghiêng để hồi lộn số quân má để cho nó để bên bên cái tivi cũng được chị má để đây để trên cái thùng nước đi đó má để nó đi má để nó đi rồi để nó đi hello kid baby kid nè
Ồ, nay bận đồ đẹp quá, nãy giờ gặp cháu chưa? Cô gà đó rồi, cậu chú chứ, anh cô. How are you today, Judy? Good. Ủa nãy giờ em lại nhà tiếng sáo chưa? Chưa giờ chưa mới đi. À, nó muốn cúng. Trời ơi, ông nó muốn cúng. Giỏi quá ông nói, ông nói. Ông nội cháu Đức Tôn đó, cậu Út là trai Đức Tôn. Hình như ông nội mình cũng có mình anh ba, anh trai à. Với cô hai. Không phải là hình như, quả quyết chứ không phải hình như, for sure. Bỏ biết ông nội có con gơ đó rồi chứ. Nói chơi à. Hồi đó là ông nội có mình anh ba mình rồi nha. Tới ma, tới ba thì có mình anh cậu Út rồi anh trai. Cháu Đức Tôn. Ồ, đẹp trai quá. Má, má, bảy mấy tuổi rồi, 80 mới có. Cháu nội đó, cháu ngoại bự bự đó. Trời ơi, đặc biệt, đặc biệt. Cháu chúc bà nội lẹ đi nè. Rồi chúc bà nội lẹ nè. Năm mới vui vẻ. Rồi năm mới má con chúc ba hai con yên chặt với cái này nghe gia đình khỏe khỏe mạnh hạnh phúc cháu rồi cho rồi hai giờ này vô mới đếm rồi cái ông nội đây ông nội cho đó nội cho lì xì rồi thôi giờ mình chạy về nhà mình dọn đồ ăn rồi đi về mua đồ nữa rồi bây giờ Lan chạy về nhà Lan trước nha là làm đồ ăn về xịt ghé mua bia đồ về làm sao sàng đồ ăn rồi đi rồi đâu đâu cậu ngoại cho luôn kìa đó mắt má lồ mà cậu bà ngoại cho Rồi let me show you the brownie stands. Rồi đây đây. Rồi quá rồi quá rồi. Đây 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 chụp nè. Em đây đây. Lấy anh, lấy anh. Ông Đức của con. Cô gà lại khiếp qua má lù hả? Quen má lù. Tội nghiệp bữa đó 10 coi bữa đó 11, 12 giờ cổ điện qua cổ nhận tiền này. Okay, yeah, yeah. Rồi thưa ngoại về ngoại xin sao ngoại con đi về lì xì cho bà ngoại con vui vẻ
Rồi anh đâu? Lấy xe cho má. Anh vô anh nói luôn đi, em mắc quay phim này. Đây đây. Đây đây. Thì giờ bả mua được con gạo con tao cho được 10 gia đình. Nè, nó xong bây giờ hai chồng con lì xì má. Lì xì má. Chị má để đây luôn nha. Tôi có gì mang hai gạo nha. Cái này sao? Ừ, cái tiền nó má để riêng cho nó đi. Để riêng đây nữa. Xong cái giờ rồi lại dì xì chở gạo cho 100 đồng tụi con là cho được 10 10 bao gạo, nó bao 10 kg cho từ nhà nha. Yeah. Má cho tiền xăng rồi cho người ta đi đổ và cho chị xem chị đổ chạy theo từ nhà cho mấy bà già ở theo bờ kinh rồi đó con. Còn phòng cho bệnh viện là riêng bữa hộp. Hồi đó cậu Sáu cho, còn má cho cậu Sáu cứ lấy lại chừng 20 bao được cho người ta, bây giờ cậu Sáu cũng đâu có làm cho được. Nó cho nguyên cho bệnh viện, còn cái này là cho từ nhà. Mấy nhà thằng nghèo nó ghé từ nhà cho 100 đồng của mình cho được ta 10 người rồi con. Rồi rồi. 10 kg gạo rồi đúng không? Thì tiền này từ con cho á thì má sẽ để gửi về bánh cho chị Sim mua gạo đi cho, tại Sim nhắn qua với anh hai trai thì bà hổng á. Rồi. Với anh hai trai còn là ngầu nhiều là phước dự tận lắm biết không? Nhiều qua đợt đó là nhiều lắm nhiều lắm hả ngoài Hà Nội. Vậy đi 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 làm phước mà thấy sạc bóp. Nhiều nhiều. Dạ. Dạ. Trai. Mai lộ được lì xì á hả? Ồ, Mai lộ được lì xì, sướng quá à. À Mai lộ cô gà cắt cho chị đi, cho em đi. Chị hai cắt cho em trai mình đi. Ôi trời, đôi bông ở đâu mà đẹp dữ vậy ta? Đôi bông đợt đó mày mua không hay là con mua? Mẹ mua. À mẹ mua chỗ trường học phải không? Ồ wow, đâu mà đôi bông đẹp ghê không các kìa. Vô bắt đáy lại đáy thảm nhà bà cố. Vậy hả? Trời ơi đi đáy đáy. Con đâu có đáy bậy đâu, ở đâu có miếng thảm thì đáy hả bà nội. Đẹp trai quá đi. Giờ chuẩn bị chút xíu nữa ăn tiệc nha bà con. Thôi Lan xin kết thúc phim nha, phim dài quá rồi, chút xíu nữa bà con đón coi tiếp tục tập 2 nha. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, hẹn lại clip sau. Bye bye.